Phương Huy xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình tin tức của Việt Mỹ Television. Và trong chương trình tin tức hôm nay, chúng tôi sẽ điểm qua các tin thế giới, tin Hoa Kỳ và tin Việt Nam. Và sau đây là bản tin đầu tiên. Kính thưa quý vị, lãnh đạo châu Âu nhóm họp không có nước Anh tham dự. Chủ tịch Hội đồng châu Âu là ông Donald Tusk kêu gọi các lãnh đạo EU có cái nhìn tỉnh táo và trung thực trước và sau các vấn đề của khối sau cú sốc là nước Anh đã bỏ phiếu rời khỏi EU. Khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp ở Bratislava mà không có đại diện của Anh Quốc, họ sẽ thảo luận là cách lấy lại lòng tin vào EU. Hội nghị thượng đỉnh lần này không phải để thảo luận về các cuộc đàm phán với nước Anh, nhưng sẽ xem xét tương lai của một khối 27 quốc gia. Các quan chức nói rằng ông Tusk xem là di dân là vấn đề chính cần phải giải quyết, dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Anh không nằm trong chương trình nghị sự và Thủ tướng Anh Theresa May không tham dự sự kiện. Rất có thể Brexit sẽ phủ bóng lên hội nghị. Nhưng các nước EU đang chia rẽ sâu sắc hơn trong việc làm thế nào thúc đẩy nền kinh tế và Eurozone, bảo vệ an ninh châu Âu và hành xử trước dòng người nhập cư. Đại diện nước chủ nhà là Thủ tướng Slovakia Robert Fico, là một trong những nhóm lãnh đạo chung và Đông Âu, phản đối việc phân bổ người di cư trên toàn EU. Ông tuyên bố là Slovakia sẽ không nhận dù chỉ một di dân Hồi giáo và đặt ra thách thức pháp lý có kế hoạch này với Pháp. Ưu tiên hàng đầu là an ninh biên giới sau các vụ tấn công của chiến binh Hồi giáo cực đoan tại nước này. Pháp và Đức vạch ra kế hoạch thắt chặt hợp tác quân sự với châu Âu mà trước đó Chủ tịch Hội đồng Âu Châu là Jean-Claude Juncker kêu gọi EU cần có lực lượng quân đội chung. Việc Anh rời khỏi EU loại bỏ một trong những trở ngại lớn nhất cho mục tiêu quốc phòng của EU mạnh hơn bên cạnh với lại NATO. Và Nhật với Mỹ đã tuần tra chung ở tại Biển Đông. Nhật Bản sẽ tăng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông thông qua một loạt các cuộc tuần tra tập huấn chung với Mỹ và các đồng minh của Mỹ tại vùng biển đang tranh chấp này. Đó là tuyên bố của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 15 tháng 9 2016 tại Washington. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ISIS, bà Inada được xem là một nhân vật diều hâu trong chính phủ Nhật, cho biết là các cuộc tuần tra tập huấn mà Nhật Bản tham gia sẽ bao gồm các chiến hạm của Hoa Kỳ và Nam Hàn, và các cuộc tuần tra này sẽ có bản chất tương tự như các cuộc tuần tra mà Hải quân Mỹ tiến hành thường xuyên để bảo đảm quyền tự do hàng hải ở tại Biển Đông. Vào đầu tháng 9, Nhật Bản đã loan báo sẵn sàng cung cấp các tàu tuần duyên mới cho Việt Nam, đồng thời chấp thuận cấp 2 tàu tuần duyên lớn cho Philippines, cũng như cho nước này thuê các máy bay giám sát cũ. Nhưng theo lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật là chính các cuộc tuần tra của Mỹ đã đóng vai trò trọng yếu trong việc chặn bớt những hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Hiện giờ chưa biết là Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào về các cuộc tuần tra chung mới của Nhật với Mỹ ở Biển Đông. Nhưng trong những tháng gần đây thì Trung Quốc đáp trả ngày càng cứng rắn với các cuộc tuần tra như vậy của Mỹ. Tháng 5 2016, các tư lệnh Trung Quốc đã ra lệnh cho một đội chiến đấu cơ bay đến khu vực bên trên đá chữ thập khi một chuyến hạm của Mỹ tuần tra sát đảo này. Tuy vậy, trong bài phát biểu hôm qua tại CSIS, bà Inada nhấn mạnh rằng trong khi củng cố tiềm lực quân sự trước sự xâm lấn của Trung Quốc trong khu vực, thì Tokyo cũng muốn thảo luận thẳng thắn với Bắc Kinh về phương cách giảm nhẹ căng thẳng ở vùng châu Á. Và quay sang bản tin tiếp theo, kính thưa quý vị, thì Philippines chưa đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông. Trong một hội nghị tại New York hôm qua 15 tháng 9 2016, Ngoại trưởng Philippines khẳng định là hiện tại chưa phải là lúc đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông. Tuy nhiên, ông Perfecto Yasay cũng hy vọng trong tương lai hai bên có thể thương thuyết cởi mở về vấn đề này, một khi hợp tác trong các lĩnh vực khác được đẩy mạnh. Ngoại trưởng Philippines khẳng định là hiện tại vào thời điểm này, chúng tôi chưa chuẩn bị để đàm phán song phương với Trung Quốc về các bất đồng tại Biển Đông. Và theo ông Perfecto Yasay, lập trường của hai bên về khuôn khổ đàm phán còn rất khác biệt. Manila không thể đàm phán khi Bắc Kinh không công nhận phán quyết của tòa trọng tài thường trực. Và đây là quan điểm của Philippines. Hồi tháng 7/2016, tòa trọng tài thường trực có trụ sở tại La Hay, Hà Lan đã phán quyết lịch sử trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông và rất bất lợi cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Philippines cũng để mở ra viễn cảnh hai bên có thể đàm phán cởi mở không cần bất cứ điều kiện kiên quyết nào về cách thức giải quyết bất đồng liên quan đến Biển Đông. Theo lãnh đạo ngoại giao của Philippines thì tranh chấp biển chỉ là một phần nhỏ trong quan hệ toàn diện giữa Philippines và Trung Quốc. Đối với ông, con đường tốt nhất để đưa tất cả các bên vào đàm phán là hướng Trung Quốc.
cũng như các nước láng giềng đến các lợi ích khác như thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng, cơ sở và trao đổi văn hóa tiếp xúc giữa nhân dân hai nước. Về quan hệ đồng minh lâu đời với Washington, theo ông Buffett và Sài, chính sách xích lại gần với Trung Quốc hay là các nước ASEAN của Manila không đồng nghĩa với việc Philippines tìm cách xa lánh Mỹ. Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, ngoại giao độc lập là chính sách của Philippines và quan hệ hữu nghị với tất cả các nước đều được ghi trong hiến pháp. Kính thưa quý vị, và tháng 11 là thời điểm quan trọng của Biển Đông. Và bản tin tiếp theo chúng ta biết là Bắc Kinh đang rình rập thời cơ để chiếm lĩnh bãi cạn Scarborough của Philippines, một tử huyệt của Biển Đông. Thời điểm lý tưởng nhất là khi cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ đi vào giai đoạn cuối, khi toàn thể công luận và chính giới Mỹ bị hút vào trận đấu quyết liệt giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, thì ngày 8 tháng 11 2016, Bắc Kinh sẽ đang chờ thời điểm lý tưởng để tấn công ở biển Nam Trung Hoa. Tác giả của nhiều công trình nghiên cứu địa chính trị tại châu Á và chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông cho rằng mọi phân tích thời sự đều suy đoán Trung Quốc sẽ công khai chiếm lĩnh bãi cạn Scarborough trong những tuần lễ sau cùng trước khi bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11. Các nhà phân tích Á Châu tin rằng Trung Quốc sẽ hành động liều lĩnh sau khi đã thua Philippines ở tòa trọng tài và thời cơ đã đến là giai đoạn thích hợp nhất là giữa tháng 9 và tháng 11. Hoa Kỳ bị diệt vị ở Biển Đông vì các cuộc bầu cử tổng thống. Và thời điểm này, công luận Mỹ tập trung vào cuộc bầu cử được xem là sôi động chưa từng thấy. Giới ngoại giao Đông Nam Á cũng nhận định, Trung Quốc của Tập Cận Bình sẵn sàng chơi ván bài lật ngửa, họ không cần vỏ bọc, trỗi dậy hòa bình, họ không cần che giấu tham vọng nữa, lòng tham thống trị Biển Đông. Kính thưa quý vị, qua bản tin kế tiếp là điện hạt nhân tại Anh Quốc, thì Anh Quốc đã chấp thuận dự án có vốn của Trung Quốc. Chính phủ Anh Quốc vào ngày 15 tháng 9 2016 đã thông qua đề án là xây dựng trung tâm điện hạt nhân ở Hinkley Point, miền Tây Nam của Anh Quốc. Đề án trị giá 21 tỷ euro từng bị đình hoãn một lần và là sẽ công trình chung giữa tập đoàn điện lực của Pháp là EDF và tập đoàn điện hạt nhân của Trung Quốc là CGN. Thủ tướng Anh Theresa May rốt cuộc đã bật đèn xanh vào ngày 15 tháng 9 cho việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR do EDF đảm trách ở Hinkley Point, miền Tây Nam nước Anh. Bà đích thân thông báo tin trên với lại Tổng thống Pháp François Hollande và tập đoàn EDF đã có mặt từ lâu ở Hinkley Point để sẽ xây dựng hai lò EPR tại đây trong giai đoạn đầu. Hai lò khác sẽ được xây dựng sau đó ở Sewell. Ngoài ra còn có lò phản ứng khác sẽ do tập đoàn Trung Quốc CGN xây dựng ở Rockwell. Chính sự hiện diện của Trung Quốc trong đề án đã làm cho tân Thủ tướng Anh thoạt đầu là rất là khó chịu. Vào đầu mùa hè vừa qua thì bà đã gây ngạc nhiên khi quyết định tạm đình chỉ đề án để suy nghĩ thêm. Nhưng cuối cùng thì London cũng không thể bỏ qua sự tham gia của Trung Quốc sẽ đóng góp 1/3 vào đầu tư vào đề án. EDF chịu 2/3 còn lại. Tuy nhiên sự chấp thuận của chính phủ Anh kèm theo số điều kiện về mặt an ninh. Trong đó có việc công trình không thể đổi chủ nếu không có sự đồng ý của London. Về mặt tài chính thì tập đoàn EDF phải luôn nắm đa số phần hùng cho đến khi công trình hoàn tất. Và một điều kiện khác là chính quyền Anh có thêm quyền giám sát các công trình hạ tầng cơ sở chiến lược trong tương lai, như lò phản ứng hạt nhân mà tập đoàn Trung Quốc CGN sẽ xây tại Rockwell. Theo London thì ngay từ năm 2025 thì trung tâm Hinkley Point sẽ cung ứng 7% nhu cầu điện của nước Anh trong vòng 60 năm. Dự án cũng sẽ tạo thêm 26.000 công việc làm. Tuy nhiên, công trình Hinkley Point vẫn bị dư luận chỉ trích gay gắt do chi phí quá cao của đề án, do vấn đề tiềm tàng về môi trường và do sự nghi ngờ đối với phía Trung Quốc. Và bản tin liên quan thứ hai kế tiếp là Trung Quốc đã phóng trạm không gian thứ hai. Trung Quốc hôm qua cho phóng trạm vũ trụ thí nghiệm thứ hai vào không gian. Đây là phần của chương trình lớn mà Bắc Kinh trong công tác cho lập một trạm vũ trụ thường xuyên có người điều khiển vào khoảng năm 2022. Trạm vũ trụ thứ hai có tên là Thiên Cung 2 và được phóng đi từ khu nằm ở sa mạc Gobi vào lúc 10 giờ tối hôm qua. Hình ảnh được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước. Chương trình không gian là một ưu tiên của chính quyền Bắc Kinh hiện nay mà khi chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi là phải xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc về không gian. Trung Quốc luôn nói rằng chương trình không gian của mình chỉ nhằm mục tiêu hòa bình.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh đến việc Trung Quốc gia tăng khả năng không gian với ý đồ ngăn chặn đối thủ trong việc sử dụng công nghệ không gian. Và bản tin tiếp theo là Đức Dalai Lama đề nghị châu Âu chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng. Đức Dalai Lama, lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng, hôm qua khi có mặt tại Sorbonne của Pháp, đã kêu gọi Liên minh châu Âu cần lên tiếng có những chỉ trích mà theo ngài là mang tính xây dựng đối với phía Trung Quốc. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Đức Dalai Lama bày tỏ hy vọng vấn đề Tây Tạng sẽ được giải quyết, nhưng thế giới bên ngoài và đặc biệt là Liên minh châu Âu đừng nên im lặng trong việc chỉ trích Trung Quốc. Theo Đức Dalai Lama, thì đôi khi những chỉ trích xây dựng là cần thiết và hữu ích. Quân đội Cộng sản Trung Quốc tiến chiếm Tây Tạng vào năm 1950 và đến năm 1959 thì Đức Dalai Lama phải chạy sang Ấn Độ sau khi cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng bất thành. Ngài sống lưu vong từ đó đến nay và luôn bị Trung Quốc cáo buộc là kích động dân chúng Tây Tạng đòi ly khai. Tuy nhiên, ngài cho rằng chỉ muốn cho Tây Tạng được quyền tự trị thật sự mà thôi. Kính thưa quý vị, và bản tin tiếp theo thì Tòa Hình sự Quốc tế sẽ xử tội hủy hoại môi sinh và cướp đất. Tòa Hình sự Quốc tế ICC hôm qua lên tiếng cho biết sẽ tăng cường tập trung vào những vụ việc hủy hoại môi trường và cướp đất, xem như nó có thể là những tội ác chống lại loài người. Đây được cho là chính sách mới của ICC. Giám đốc điều hành của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Global Witness, bà Gillian Caldwell, lên tiếng hoan nghênh quyết định được các công tố viên của ICC đưa ra. Và cũng theo bà Gillian Caldwell, thì các nhà chính trị và giới chủ nhân của các công ty đồng phạm trong những vụ cướp đất đai, phá rừng nhiệt đới hoặc làm nhiễm độc nguồn nước sẽ có thể bị đưa ra tòa án ở La Hay. Ở những kẻ tội phạm hay những nhà độc tài khác, Tòa Hình sự Quốc tế ICC có trụ sở đặt tại La Hay, Hà Lan. Và từ năm 2002 bắt đầu hoạt động xét xử những tội ác nặng nề nhất trên thế giới. Vừa rồi là các bản tin quốc tế và sau vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại với các phần tin Hoa Kỳ.